là mỗi bên chúng ta sẽ tiêm khoảng tầm nửa cc. Chúng ta sẽ đo cái phần tai để xé rẻ khoảng. Mũi kim sẽ đi được hết toàn bộ cái phần dái tai. Lấy cái kim để đo đã. Thì chúng ta xác định này, ví dụ là điểm này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ vẽ rẻ quạt. Chúng ta sẽ đi kim rẻ quạt vào những cái phần như này. Ngón trỏ và ngón dưới vẫn cầm tai lên. Góc kim 45 độ này, mình vào phần giữa của tai nhá. Không được đi nâng tay nhá, đi vào luôn phần giữa của da thịt. Canh như nào thì da thịt của mình tương tự như thế nhá. Này, đi vào đường lai này. Đi xong, khi thuốc vào rồi thì tay này phải nắn. Mình đừng rút kim ra nhá. Thuốc vào này, một tay sẽ nắn cho nó mềm với filler luôn. Xong rồi rút kim ra, chúng ta lại đi sang điểm khác, nắn. Xong rồi lại nắn, lại rút kim ra. Rút lùi ra chứ đừng rút hết nhá, đi rẻ quạt mà. Đấy, lại cho vào, lại nắn. Nghĩa là mỗi bên chúng ta sẽ tiêm khoảng tầm nửa cc.